Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn chiếc Elantra 2019 bản 1.6 MT Thì bản 1.6 MT là bản nâng cấp và cái phần đầu đã được nâng cấp rất nhiều Với đèn nét ban ngày cũng như cái hệ thống đèn pha và đèn sinh nhan đã hình cắt vát Nó khác bản đời cũ rất nhiều mà các bạn chiêm ngưỡng Đèn được trang bị thấu kính hội tụ tuy nhiên vẫn là bóng halogen đối với 1.6 MT và thanh mạ chrome ở chỗ phần 3 đờ sóc như các bạn nhìn thấy thì là nó là một trong những cái bản nâng cấp thì cái phần đặc biệt ở đằng sau đó là đèn hậu cũng được trang bị đèn nét hơn cái bản cũ và la răng 4 bánh thì đều được trang bị vành đúc với 19565 r 15 và cái lan hoa này nó là non hoa kép dạng là 5 chấu. Các bạn nhìn qua thì sẽ thấy là cái bản này nó có cái kiểu dáng cũng như là bên ngoài và bên trong nó khác nhau rất nhiều à, tuy nhiên cái điều khác biệt lớn nhất đó là cái hệ thống đèn à, và đằng trước và đằng sau đã được nâng cấp trang bị thêm à, điều đặc biệt các bạn thấy là bản số sàn tuy nhiên bản số sàn của đen cũng đã được trang bị camera đùi và cái điều đặc biệt đó là cái lút mở khóa không phải bằng chìa nữa mà bằng một cái phím bấm ở chữ h này đấy các bạn bấm mở ra tất cả chìa khóa của elantra đó là chìa khóa thông minh rồi và cái nút bấm mở cốp được giấu đằng sau chữ h này các bạn à, nếu như lần đầu thì có vẻ rất bỡ ngỡ đấy có thể rất bỡ ngỡ tuy nhiên nó rất là đẹp và nó mang tính thẩm mỹ rất cao không còn cái lỗ để bấm chìa khóa mở ra cũng như đây là bấm bằng cơ nhưng mà thực ra là bằng điện tử À, có một cái chìa nữa hỗ trợ các bạn, đó, mình bấm mở ra rồi ok, rất đơn giản thôi. nhưng họ cũng đã nâng cấp cũng như là để ý để trang bị cho Elantra à, nhìn rất là đẹp. vâng à, tiếp theo đó là đến cái phần động cơ của Elantra 1.6 thì Elantra 1.6 được trang bị à, động cơ 1.6 200 128 mã lực ở 6.300 vòng trên phút, 4 xi lanh Mời các bạn ngắm qua cái phần máy của Edentra Thì đây là đã được sử dụng mà ấp quy khô Để mời các bạn ngắm ngắm qua cái phần quạt mát là nóng Nước làm mát này Đấy là nước rửa kính màu xanh Đấy, nước rửa kính thì các bạn nên châm nước rửa kính sạch để làm cho cái, cái kính của mình luôn trong xanh Sạch đẹp trong những cái ngày mưa cũng như là không bị ốm vàng thì phần động cơ của Enantra nó được trang bị động cơ DOHC 16V và trên cái phần lô thì nó có cái, 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 cái lỉ chống ồn cái lì chống ồn ở trên cái lắp capo phần động cơ cũng nhìn là thiết kế khá là kín cái bên là lọc gió cũng như là cái bình xăng <laughs> 12V 60A các bạn nhìn là cái hộp điện cũng như các cái chi tiết mà bằng điện thì đều được bịt kín vào trong để các bạn rửa làm sao đó chống chập cháy uh, 1.6 MT 128 mã lực tại 6.300 vòng phút đó là cái thông số của bản 1.6 và là cái bản thấp tiền nhất của Elantra thì cái kích thước nước lốp trên cái Elantra đó là 19565R15 là cái kích thước kích thước lốp nhỏ nhất và các cái bản khác là một uh, 196. Ờ à, kích thước nhỏ nhất là trên các bản khác đó là vâng để tôi xem nào. đều đều đã được trang bị ờ à, à, 205 55R16 để trên các bản à, khác còn à, bản à, 2. À, 1.6 AT thì là 2 25 45R17. Như vậy là Entra 20 19 bản à 1.6 MT là kích thước vành nhỏ nhất R15 19565 R15 là răng đúc và dạng là lan hoa kép và nó nhìn nó phẳng phiu chứ không có hoài hoa hẻo xóa như những bản khác đương nhiên là được trang bị phanh đĩa bốn bánh và điều đặc biệt là cái bản Enencha 1.6 MT này cũng được trang bị À, đèn báo rẽ trên sinh nhan, tuy nhiên thì không có gập điện, à, gặp tự động các bạn nhé, chỉ trang điện à, trang bị à. ừ, đèn báo rẽ thôi. Mời các bạn nhìn tổng thể Enchan một lần nữa. Điều đặc biệt đó là cái hệ thống đèn trước và sau rất là nổi bật. Thì à, đây là bản nâng à, cấp thôi chứ chưa chưa phải nâng cấp toàn diện nên à, nó cũng chưa có sự khác biệt lớn lắm phần tiếp theo đó là phần nội thất và tay nắm được mạ chrome và có nút bấm ở cửa khi chúng ta bấm cái này thì cửa sẽ mở ra và các bạn ngắm cái phần nội thất nội thất của Enchanter 2019 bản 1.6 MT thì nó được uh, trang bị uh, ghế lỉ các bạn ạ đây là cái hệ thống nó lên xuống kính này khóa cửa này chỉnh gương này trái phải này cửa kính bên lái thì nó có chữ ô tô tức là một chạm đây chúng ta sẽ bấm một cái thì nó sẽ lên hoặc xuống lút lên xuống cửa này chỉnh gương trái phải này khóa kính vâng loa thì đã được trang bị ở trên cái bản 1.6 này thì là số loa là 6 loa các bạn nhé tất cả đều là 6 loa đây là cái hệ thống lái đèn lăng tét này đèn tự động này cũng có đèn tự động và cái trên cái vô lăng thì đã trang bị phím tăng giảm âm lượng gọi điện rồi các cái phím chức năng khác Tuy nhiên thì không có key control các bạn nhé bởi vì đây là bản uh, rẻ tiền nhất và các bạn thấy là trên này đã được trang bị chìa khóa thông minh start stop rồi. Đấy, start stop nó không phải là chìa khơ cơ cắm nữa. Bên này thì có gạt mưa. Ngoài ra thì nội uh, thất trong Alantra 2019 là trang bị uh, điều hòa cơ. Màn hình 7 inch. Thêm các cái phím AUX rồi uh, sạc điện thoại lấy gió trong dưới ngoài, sấy kính, điều hòa cơ chỉnh tay, đây là điều cơ một hai ba bốn này, Đấy, các phím rất là nhẹ nhàng mềm mại. bên này là cái chỉnh chế độ lái còn đây là cái chỉnh nhiệt độ, à, nó cũng như cái ô tô bình thường khác thôi. ria đây là sấy kính còn lấy gió lấy gió trong, AC là vẫn được điều hòa, đây là tẩu thuốc à, cũng như để sạc à, điện và cái bản này là trang bị hộp số 7 cấp 6 số tiến và một số nùi r và điều đặc biệt là số móc các bạn nhé số móc r không có gì đặc biệt so với những phiên bản khác bởi vì vẫn cái cần số như vậy tổng thể nội thất cũng nhìn khá là đẹp đã được trang bị màn hình tuy nhiên thì mình thấy cảm nhận là nó cũng không nhiều khác biệt so với bản trước nó chỉ là điều khác biệt để ở bên ngoài thôi mà các bạn cầm qua tắp ly thì vẫn được bọc lỉ Đấy. ghế có tì tay có cửa gió hàng thứ, ghế thứ hai đây là một trong những cái tiêu chuẩn cho những phân khúc c thì để mùa hè các bạn đi sẽ mát hơn rất nhiều cửa gió đằng sau và bản 1.6 MT nó là trang bị điều hòa một vùng độc lập. Tuy nhiên các bạn à, cao cấp hơn thì trang bị là hai vùng độc lập các bạn ạ. Từ bản 1.6 AT trở lên đến bản 2.0 AT cũng như bản 1.6 turbo. Tổng thể chiếc xe thiết kế là khá là mềm mại thì Eco Sport à, bản 1.6 MT này có ba chế độ là Eco, Comfort và Sport. Còn à, các bản thứ 2.0 AT và 1.6 Turbo thì nó có bốn chế độ nó là Eco, Sport, Comfort và Smart à, nó khác nhau nội thất được trang bị đèn soi gương ở trên là cái phần chắn gió đều có đèn và cửa sổ à, không có cửa sổ trời nhỉ đây là cái phần nội thất cái hàng ghế thứ hai thì ghế được phân khúc c thì ngồi rất là thoải mái không như những chiếc xe vios hay Accent nó nó cùng phân khúc với atit mà Đấy, để có đằng có bệ thì tay và có cốp có đẻ cốc cho các bạn chiếc xe này theo mình thì các bạn mua về thì có thể lên bọc ghế da cho nó đỡ hôi thì bọc ghế da nó có nhiều loại từ 4-5 triệu 3 triệu đến vài chục triệu cũng có tuy nhiên thì các bạn nếu bọc cái da thì nên lột cái vỏ của cái lỉ này ra thì nó sẽ uh, sẽ ôm ghế hơn rất nhiều nếu như các bạn muốn bọc ghế da còn không các bạn cứ để như vậy đi và để chịu khó giặt cho nữa thôi đây là các cái thông số trên cái xe này một chín năm sáu năm r 19 này đây là cái các cái thông số về số người cũng như là số cân hơi để các bạn là sử dụng lốp trước lốp sau đấy và mời các bạn ngắm theo cái phần cốp của đằng sau của chiếc xe này và mình sẽ mở cái lốp phụ cho các bạn xem nhé lốp phụ thì nó là vẫn là cái bản à, vâng thưa các bạn đấy là có cái phụ tùng theo xe để sửa chữa và cái lốp uh, sôi cua này cũng là lốp na răng chứ không phải lốp sắt một số hãng xe rẻ tiền thì là cái lốp phụ này là bản na răng sắt chứ không phải là răng đúc như vậy. Elantra thì đã trang bị cái răng đúc như nguyên bản như thế như các lốp kia. Cái này bút này là kéo kéo ghế ra thì các bạn kéo ra thì là cái ghế đằng sau sẽ ra và các bạn đút có một cái gậy dài xuyên từ đằng sau cốp lên đến chỗ là ghế lái luôn. rất tiện cho những cái việc mà chở đồ cồng cành, chở đồ dài. Còn cái lớp gơ cái phím pull này, có nghĩa là khi các bạn bị nhốt hoặc trẻ con bị nhốt trong xe ấy thì mình có thể kéo cái phím này, kéo cái nắp này thì ra sao sau cũng mở được. Tức là để tránh trường hợp bị bỏ quên trên ô tô. Uhm. Nó rất tiện ích thì cái tiêu chuẩn ở bên Mỹ thì họ đã bắt buộc phải thiết kế như vậy. Còn về Việt Nam thì không biết. Tiếp theo là cái phần nội thất thì mời các bạn ngắm qua cái cái hộp để đồ ở bên phụ. Tuy nhiên thì nó không có chìa khóa các bạn ạ nó cũng rất đơn giản có đèn tuy nhiên thì nó không có chìa khóa để để bảo màu tính riêng tư đây là cái cửa gió hàng ghế phụ mình thích cái cửa gió hàng ghế phụ trên Kia Senato hơn cũng như trên Atit hơn nó mô phỏng cái máy bay phản lực cái máy bay phản lực trên bản này rất là đơn giản đơn điệu tuy nhiên được mặc chrome còn đây là cái phím chỉnh cái độ sáng của tablo trên cái ghế lái Thực ra đèn ở trên Elantra cũng khá là sáng tuy nhiên mình vẫn có thể chỉnh theo ý thích mình. Đồng hồ thiết kế khá đơn giản ở giữa có một cái đồng hồ điện tử để các bạn có thể theo dõi các thông số trên xe. Xe này được không được trang bị cảm biến số các bạn ạ. Đây là cái mở cốp cũng như là mở cốp sau và xăng ở ngay dưới chân ghế của các bạn thôi. Nó có dễ dàng thấu như các xe đều thiết kế vậy cái bạn thân các cái xe đời trước của mình đang dùng cũng thiết kế như vậy thôi và điều đặc biệt nó là cái chỉnh ghế trên NN Chai 19 1.6 MT nó vẫn là chỉnh cơ xe ra xe vào mà lưng cao ghế lên ghế xuống vẫn là chỉnh cơ ghế lì chỉnh cơ ghế này ngồi khá là ôm các bạn nhìn thiết kế cái, các cái rãnh và các cái khe kia làm cho người ngồi cảm thấy nó êm thì khi các bạn đi các bạn thấy là cái ghế của các cái bản dòng C phân khúc C bao giờ cũng thích hơn rất nhiều so với những chiếc xe khác nó cảm giác nó quan tâm đến người lái hơn đây là nội thất toàn bộ của chiếc Enenza 2019 bản 1.6 MT phanh tay có hộp để đồ và 6 cấp tiến và một cấp lùi là 7 cấp số trang bị tiêu chuẩn trên xe đều có camera lùi cảm biến lùi chìa khóa điều khiển từ xa không có cân bằng điện tử và không không có không có cảm biến trước và không có cảm biến áp suất, suất nốt một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình